Cặp đôi ly hôn vẫn du lịch vì con, Nhật Kim Anh và chồng cũ Văn Minh. Chị không muốn vì cái riêng tư của mình mà ảnh hưởng tới Tin. Cho nên chị muốn cho Tin lúc nào cũng vui hết. Phạm Quỳnh Anh khệ nệ bụng bầu vẫn góp mặt. Bố và mẹ thì lúc nào cho hai bạn cũng dính liền vào nhau chứ không có bị tách hai ra. Có những người họ không hiểu, họ sẽ thắc mắc là ủa hai người này cuối cùng ly hôn chưa? Bởi vì thực sự tụi em ứng xử với nhau bây giờ vui vẻ lắm. Ra ngoài đường thậm chí có khi mọi người sẽ nhìn thấy những cái lúc mà tụi em đi cùng nhau đi ăn cả nhà luôn. Nhật Kim Anh, Bửu Lộc. Hôn nhân của người đẹp Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc vốn cơm không lành, canh không ngọt từ nhiều năm trước. Sau một thời gian dài đấu tố qua lại, dường như cặp đôi đã có những suy nghĩ thoáng hơn về đối phương. Họ có trách nhiệm với con trai chung, thậm chí còn khiến dân tình bất ngờ khi cho bé Bửu Long đi du lịch tận hưởng những ngày hè. Không giấu được tình yêu thương con, đứa ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc quý tử ngồi trên máy bay đều kính trầm với vẻ hưởng thụ chuyến đi với mẹ. Điều đáng chú ý là công chúng sớm nhận ra nam doanh nhân Bửu Lộc cũng đi chung với vợ cũ và con trai. Đặc biệt bé Bửu Long cũng không ngại chia sẻ hình ảnh chụp với bố trên mạng xã hội. Cô bé còn gắn thẻ cả mẹ vào bức ảnh quý giá này. Không chỉ vậy, cư dân mạng cũng từng bất ngờ khi Nhật Kim Anh và chồng cũ hóa giải mâu thuẫn sau nhiều năm kiện tụng. Cô và chồng cũ chính thức tới dự lễ tổng kết năm học của quý tử và chụp ảnh cùng nhau. Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy. Công chúng cũng bất ngờ không kém khi phát hiện Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cùng có mặt trong buổi biểu diễn văn nghệ của con ở trường mầm non. Thời điểm này, nữ ca sĩ đang mang bầu lần 3 và sắp hạ sinh nhóc tỳ này, nhưng vẫn cùng chồng cũ quan tâm tới con gái. Đặc biệt, cặp đôi còn không ngại chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái trong dịp này. Trước kia, người đẹp Phoebe cũng từng tâm sự bản thân sẵn sàng đi ăn, đi du lịch với chồng cũ và các con của họ. Dù đã ly hôn sau nhiều năm chung sống, nhưng cặp đôi vẫn rất văn minh, luôn nghĩ cho con cái. Hai người coi nhau như những người bạn, cả hai vẫn trao đổi gặp gỡ nhau trong những dịp đặc biệt. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, tôi quan niệm chia tay rồi, mọi sự ứng xử với nhau vẫn cần sự trân trọng và tốt nhất có thể. Trong cuộc đời này, anh là ai, thành công đến mức nào, giàu có đến đâu cũng không quan trọng bằng cách ứng xử. Với tôi, không chỉ là ứng xử với anh Huy thế nào, mà còn ứng xử cho gia đình hai bên không khó xử, cho các con mình bình yên. Quang Huy và nữ ca sĩ đã ổn định cuộc sống sau hơn 4 năm đường ai nấy đi. Nam đạo diễn lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho công việc. Anh đứng sau thành công của các dự án như 30 chưa phải Tết, Trái tim quái vật. Phạm Quỳnh Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Hoàng Oanh, Jack. Từng có được cuộc hôn nhân ngọt ngào hơn bao giờ hết, MC Hoàng Oanh và Jack lại đường ai nấy đi trong sự hoang mang của người hâm mộ. Thế nhưng công chúng lại thêm bất ngờ khi phát hiện cả hai vẫn dành thời gian đi du lịch cùng nhau hậu ly hôn. Có lẽ họ muốn mang tới cho con trai cưng niềm vui khi có cả bố và mẹ bên cạnh. Điều đáng nói trong chuyến đi này là cư dân mạng nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của Jack, chồng cũ Hoàng Oanh. Mặc dù không hề lộ mặt trong chuyến đi chung, nhưng anh chàng cũng chia sẻ view Phú Quốc và chụp ảnh cùng con trai là bé Max. Tuy nhiên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoàng Oanh cho hay biết đâu ở lại nó sẽ đắng hơn. Điều này khiến khán giả tin tưởng cô đã suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nữ diễn viên những tháng năm rực rỡ cho biết, có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt, nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu, ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng một gia đình có thể chỉ có một người nhưng hạnh phúc, còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc. Những điều chia sẻ của người đẹp khiến khán giả theo dõi chương trình cảm thấy rất xúc động và khâm phục, bởi một Hoàng Oanh không chỉ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi mà còn rất bản lĩnh và kiên cường. Trương Quỳnh Anh, Tim. Từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, nhưng Trương Quỳnh Anh và Tim cũng chính thức đường ai nấy đi sau nhiều năm. Tuy nhiên, hậu ly hôn cặp đôi vẫn có cách cư xử tinh tế văn minh với đối phương. Cả hai cũng luôn có trách nhiệm với con trai, dù không cùng chung sống. Trước đó cặp đôi khiến dân tình nghi ngờ rằng đã đi chơi cùng nhau tại Phú Quốc, dù chẳng còn là vợ chồng. Cụ thể vào một thời điểm, cả hai ngôi sao đang tải hình ảnh chụp cùng con trai trên mạng, khiến dân tình nghĩ rằng họ đã quay lại với nhau. Có thể thấy nhiều cặp đôi sao Việt dù đã không còn là vợ chồng, nhưng vẫn sẵn sàng đi du lịch cùng nhau. Họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và mong muốn cần được nhận tình cảm từ bố và mẹ. We'll be right back.